Sự thật tuyệt vời, thầy tử vi báo trước cực chuẩn, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, biết được thiên cơ. Đến thời đổi vận, đúng tháng 6 âm lịch 2024, làm đâu trúng đó, tiền về như thác lũ, giàu có cũng là lẽ đương nhiên. Quý vị thân mến, trong cuộc sống chúng ta không ngừng tìm kiếm những lời giải đáp về số phận và tương lai. Đặc biệt với những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, thường mang trong mình sự tò mò về vận mệnh, những cơ hội và thách thức đang chờ đón. Với trái tim nhân hậu và tâm hồn sâu sắc, người tuổi Tân Hợi không chỉ được trời Phật yêu ái, mà còn được dự báo có một hậu vận cực kỳ thịnh vượng. Đặc biệt trong tháng 6 âm lịch 2024, hứa hẹn mang đến cho họ những dấu ấn đặc biệt, mở ra những cánh cửa mới dẫn đến sự giàu sang, thành công và an nhàn. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những bí mật ẩn giấu trong tử vi tháng 6 âm lịch này để hiểu rõ hơn về các phương diện công danh sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, gia đạo và sức khỏe của người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Mỗi lời dự báo, mỗi lời khuyên không chỉ là những thông tin hữu ích, mà còn là nguồn cảm hứng, động viên giúp con giáp này tận dụng tối đa những cơ hội may mắn và vượt qua những thách thức, khó khăn. Người tuổi Tân Hợi thường được biết đến với sự thông minh, nhạy bén và lòng trắc ẩn. Họ biết cách xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh và luôn nỗ lực để mang lại sự hài hòa trong cuộc sống. Điều này không chỉ giúp họ có một cuộc sống gia đình ấm áp, hạnh phúc, mà còn giúp họ xây dựng sự nghiệp vững chắc, ổn định. Tuy nhiên, cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng và tràn đầy hoa hồng, những người tuổi Tân Hợi cũng phải đối mặt với không ít thử thách và khó khăn. Nhưng chính trong những thời khắc gian nan ấy, họ mới phát huy hết được sự kiên cường, bền bỉ và trí tuệ của mình. Đó là lý do vì sao người tuổi Tân Hợi dù phải trải qua bao thăng trầm, cuối cùng vẫn đạt được những thành công rực rỡ, tiền tài đầy ắp và hậu vận cực kỳ giàu sang. Hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi bước vào thế giới tử vi đầy huyền bí để nghe rõ mệnh trời, hiểu rõ những gì đang chờ đón người tuổi Tân Hợi trong tháng 6 âm lịch này. Với những lời khuyên từ tử vi, bản mệnh sẽ biết cách tận dụng mọi cơ hội, tránh xa vận hạn và sống một cuộc đời trọn vẹn, hạnh phúc. Bởi lẽ hiểu rõ mệnh trời không chỉ giúp bạn vững vàng trước mọi biến động, mà còn giúp bạn tự tin bước đi trên con đường của chính mình, đạt được những điều mà bạn hằng mong ước. Trước khi đi vào phần luận giải chi tiết, ta hãy cùng nhìn lại về vận mệnh cuộc đời và những nét đặc trưng riêng trong tính cách của người sinh năm 1971, tuổi Tân Hợi. Người sinh năm 1971 tuổi Tân Hợi mang mệnh kim, thoa xuyến kim, vàng trang sức. Vì thoa xuyến kim là đồ dùng trang sức cho phụ nữ, cho nên tính cương mãnh của kim bị nhuyễn nhược. Người thoa sinh kim, nếu số mà có nhật nguyệt, xương khúc, đào hoa, lương khoa, thường đẹp đẽ bội phần, bất cứ trai hay gái. Người thoa xuyến kim mà mệnh sinh, âm trầm, càng âm trầm hơn, có tài thường giấu kín trong lòng. Người thoa xuyến kim mà mệnh ưa khoe khoang nhiều, thì lòng ham muốn hư vinh càng nặng. Cuộc đời thuở nhỏ của những người mang mệnh tuổi Tân Hợi thường có nhiều rắc rối, khi lớn lên sẽ có được nhiều thành công về mặt danh phận. Sang tuổi 37 trở đi, cuộc sống của họ sẽ sung túc hơn, về sau cuộc sống có được nhiều phúc đức, con cái sẽ được hưởng. Cuộc sống thuở nhỏ của nam mạng tuổi Tân Hợi phải chịu cảnh thiếu thốn, khó khăn. Chính vì thế, họ sớm cố gắng phấn đấu nỗ lực hết mình để xây dựng cuộc sống ổn định, đầy đủ. Nam tuổi Tân Hợi sẽ gặp nhiều may mắn đến tuổi trưởng thành, nhiều cơ hội để phát triển bản thân, càng về sau càng được hưởng tài lộc phú quý. Nam mạng tuổi Tân Hợi là người có lối sống lương thiện, nhân hậu nên có tuổi thọ trung bình, dao động từ 85 đến 95 tuổi. Tuy nhiên, trong cuộc sống thực tế, nếu biết sống lương thiện, ăn ở phúc đức có thể giúp gia tăng tuổi thọ. Ngoài ra được mọi người yêu quý, mỗi lúc khó khăn đều được quý nhân phù trợ, ra tay giúp đỡ, ngược lại, nếu ăn ở gian ác tuổi thọ sẽ bị thuyên giảm. Cuộc sống nam tuổi Tân Hợi sẽ trải qua nhiều cuộc tình mới, có thể tìm cho mình một nửa phù hợp. Khi tháng sinh rơi vào những tháng sau, tháng 5, 6, 9 âm lịch, nam tuổi này cần phải biết cách lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn với một nửa đời của mình, bởi vì tình vĩnh cửu bắt nguồn từ sự cảm thông, thấu hiểu, sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Nếu tháng sinh rơi vào một trong những tháng sau, cuộc sống, vợ chồng của nam Tân Hợi không thể tránh khỏi những mâu thuẫn, bất đồng, đó là tháng 2, 7, 10, 11, 12 âm lịch. Điều lưu ý đó là nam tuổi Tân Hợi cần phải biết nhường nhịn, dĩ hòa vi quý mới có thể duy trì mối quan hệ vợ chồng lâu dài và hòa thuận. Chuyện tình duyên của nam Tân Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, sẽ tìm được ý trung nhân trong cuộc đời mình. Nếu tháng sinh là một trong những tháng sau, tháng 3, 4, 8 âm lịch, sớm xây dựng được cuộc sống hôn nhân thật trọn vẹn và hạnh phúc. Sự nghiệp của nam tuổi Tân Hợi sẽ gặp phải một số khó khăn trục trặc, công danh không được như ý muốn vào thời gian đầu. Tuy nhiên, thành công ắt sẽ có được nếu biết cố gắng phấn đấu, kiên trì chờ đợi thời cơ thích hợp. Vấn đề tài lộc ngày càng dồi dào, công việc tiến triển hơn, đi lên như diều gặp gió. Khi bước vào độ tuổi trung vận,
về sau cuộc sống gia đình yên ấm, có nhiều truyền thống tốt đẹp, mẫu mực, anh em trong nhà hòa thuận yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, không gặp phải bất kỳ tranh chấp hay đấu khẩu gì. Vận số về chuyện tình cảm cũng như trong hạnh phúc, hôn nhân, gia đình của nữ nhân tuổi Tân Hợi khá tốt. Tuy nhiên, con đường sự nghiệp cũng như tài chính của nữ nhân Tân Hợi gặp phải nhiều trắc trở trong cuộc sống. Thời trẻ tuy có vất vả nhưng về già sẽ được hưởng sung sướng, an nhàn. Tóm lại, cuộc đời thời trẻ của nữ giới Tân Hợi phải bôn ba vất vả tạo dựng sự nghiệp, nhưng về sau sẽ gặt hái nhiều thành công trước khi bước sang độ tuổi trung niên, về sau được hưởng nhiều phú quý. Nữ nhân Tân Hợi có tuổi thọ trung bình thường dao động từ 72 đến 88 tuổi. Tuy nhiên, có thể sẽ gia tăng niên kỷ nếu biết sống thiện lành ăn ở phúc đức, ngược lại sẽ bị thuyên giảm tuổi thọ nếu ăn ở gian ác. Đường tình duyên đối với bất kỳ ai cũng vô cùng quan trọng. Ngoài dựa vào năm sinh của mình, nữ nhân Tân Hợi cần phải chú trọng đến tháng sinh của mình vì nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống hôn nhân của bạn. Đến khi trưởng thành và tìm được hạnh phúc, sự êm ấm của gia đình sẽ mang đến cho bạn một cuộc sống trọn vẹn. Tùy thuộc vào tháng sinh mà đường tình duyên của nữ nhân Tân Hợi sẽ có những chuyển biến như sau. Thứ nhất, nữ nhân Tân Hợi sẽ gặp khá nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm, cuộc sống hôn nhân nhiều ưu phiền và lo lắng khi sinh vào tháng 1 âm lịch. Tuy nhiên, cuộc sống sẽ tốt hơn nếu biết dành nhiều thời gian hơn nữa cho gia đình. Thứ hai, tình duyên của nữ nhân tuổi Tân Hợi sẽ trải qua nhiều vất vả, khó khăn mới có thể được hạnh phúc như mong muốn nếu sinh vào những tháng sau 2, 5, 6, 9, 10 và 11 âm lịch. Thứ ba, nữ nhân Tân Hợi sẽ sớm tìm được đối tượng sớm đôi vừa lứa, con đường tình duyên sẽ rất hạnh phúc và tốt đẹp. Nếu được sinh vào những tháng sau, tháng 3, 4, 7, 8 và 12 âm lịch, sau hôn nhân, hạnh phúc gia đình được trọn vẹn, nhiều niềm vui. Và sau đây là tổng quan vận trình tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày 6 tháng 7 năm 2024, kết thúc vào ngày 3 tháng 8 năm 2024 dương lịch, can chi là tháng Tân Mùi năm Giáp Thìn. Có thiên can là Tân Kim, địa chi Mùi Thổ, đặc trưng tháng là thiên khắc địa hình nhân khí vượng mưu, sự thành bại tại nhân. Người tuổi Tân Hợi trải qua tháng 6 âm lịch khá êm đềm, không có nhiều biến cố. Thời điểm này bạn nên tập trung cố gắng để khẳng định bản thân, xác định rõ ràng đích đến, để có chí hướng phấn đấu, như vậy sẽ không thụt lùi so với mọi người xung quanh. Trên phương diện sự nghiệp, do có nguyệt lệnh trường sinh chiếu mệnh, sự nghiệp của con giáp này không có những dấu hiệu phát triển quá mạnh mẽ mà thiên về ổn định. Thực ra, đây đã là điều khiến nhiều người xung quanh bạn mơ ước. Tuy nhiên, con giáp này đừng vì thế mà trở nên lơ là chủ quan, bởi nếu bạn sơ suất thì lỗi sai cũng vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, dù là trong những công việc vốn quen thuộc. Phương diện tài lộc nhìn chung ổn định, bạn vẫn duy trì những mối làm ăn trước đó, thời điểm này bản mệnh có thể tranh thủ mở rộng mối quan hệ với bạn hàng. Đối tác, đôi bên chưa cần hợp tác với nhau ngay lập tức, mà có thể trò chuyện, giao lưu để hiểu hơn về các mục tiêu của nhau. Người trẻ tuổi nên tranh thủ học hỏi thêm những điều hữu ích cho công việc đầu tư, kinh doanh sau này. Đều có cơ hội xuất hiện thì bạn có thể mạnh dạn nắm bắt để thử sức mình. Tiếc là chuyện tình cảm không quá ổn định khi vợ chồng thường xuyên tranh cãi về những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Đôi bên đều nên hạ cái tôi của mình xuống để mọi chuyện được giải quyết êm xuôi, chớ nên bắt người kia vậy nghe theo quan điểm của mình. Tốt nhất mỗi người đều nên lùi một bước để đi tới thống nhất chung. Chi tiết các phương diện cuộc sống như sau. Về mặt sự nghiệp. Theo tử vi tháng 6 tuổi, Tân Hợi âm lịch, sự nghiệp của Tân Hợi không những có biến động quá rõ rệt trong khoảng thời gian này. Nguyệt lệnh trường sinh giúp mọi việc trở nên ổn định, dù có dấu hiệu phát triển đi lên nhưng chưa thực sự rõ ràng. Vì thế, người làm công ăn lương cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa, chớ vội vàng thỏa mãn với thành quả lao động từ trước đến nay của mình. Thời điểm này, bạn có thể tranh thủ giao lưu, mở rộng mối quan hệ với mọi người, học hỏi những điều hay từ người đi trước để đến khi cơ hội xuất hiện, bạn sẽ sẵn sàng thử sức mình. Người làm lãnh đạo có cái nhìn tương đối chính xác về tình hình thực tế, từ đó đưa ra những quan điểm, những hướng đi phù hợp cho tập thể. Bản mệnh nên chú ý đến suy nghĩ và cảm nhận của nhân viên để có thể quan tâm đến nhân viên kịp thời, sắp xếp nhân sự vào vị trí phù hợp giúp công ty phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, dù mọi việc có vẻ yên bình và thuận lợi đi nữa, thì bản mệnh cũng chớ nên chủ quan, lơ là. Vì vẫn có hung tinh thiên hình rình rập, nếu bạn hành sự bất cẩn thì sai sót vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Người trẻ tuổi chú ý học hỏi, lắng nghe ý kiến của người khác, tránh vì thói ngựa non háo đá và đưa ra những quyết định khinh suất, đẩy bản thân vào những rắc rối không đáng có. Về mặt tài lộc. Tháng 6 âm này, vận trình tài lộc của người tuổi Tân Hợi duy trì ở trạng thái ổn định,
đa số bản mệnh vẫn làm những công việc quen thuộc, duy trì mối quan hệ với những đối tác cũ. Vì thế, dù tiền không chảy vào túi quá ồ ạt, nhưng ổn định, bạn không lo lắng đến chuyện chi tiêu. Bản mệnh nên tranh thủ thời điểm yên bình này để mở rộng các mối quan hệ hợp tác, nghiên cứu mở rộng thị trường, chuẩn bị cho những kế hoạch lớn lao hơn cho tương lai. Nếu bây giờ bạn có thể chuẩn bị kỹ càng cho mọi phương diện, thì mai sau khi cơ hội xuất hiện, bạn đã ở trong tư thế sẵn sàng và nắm bắt bất cứ lúc nào. Nếu mới chập chững bước vào lĩnh vực kinh doanh, bản mệnh nên dành thời gian để học hỏi thêm những kiến thức và kinh nghiệm hữu ích, giúp cho bạn có đôi mắt tinh đời hơn và tránh được những lỗi sai không đáng có. Mọi người xung quanh chắc hẳn sẵn sàng giúp đỡ và đưa ra cho bạn những gợi ý hữu ích đấy. Dưới ảnh hưởng của tiểu hao, tháng này bản mệnh có thể phải chi tiêu cho các khoản sinh hoạt, mua sắm hàng ngày khá nhiều. Bạn cần suy nghĩ kỹ hơn trước khi mở hầu bao, không nên chạy theo xu hướng của thị trường. Nếu như điều đó vượt quá khả năng chi trả của mình, hãy nhắc nhở bản thân để dành một khoản dự phòng cho những tình huống bất ngờ. Về mặt tình cảm gia đạo, các phương diện khác trong cuộc sống của người tuổi Tân Hợi khá yên bình, song chuyện tình duyên lại có dấu hiệu lục đục. Không yên, vợ chồng bạn thường mâu thuẫn ý kiến với nhau, không ai chịu hạ cái tôi cá nhân xuống để lắng nghe nhau. Tuy nhiên, bạn nên hiểu rằng, nếu đôi bên đều cứng đầu cứng cổ, thích làm theo ý mình thì mọi khúc mắc sẽ chẳng bao giờ được giải quyết. Việc cần làm bây giờ là bình tĩnh lắng nghe nhau, mỗi người lùi một bước để có thể đi đến thống nhất chung. Còn người độc thân không quá quan tâm đến chuyện tình cảm bởi vì bạn cho rằng quan trọng nhất với mình lúc này là phát triển sự nghiệp. Bản mệnh dành nhiều thời gian cho bản thân, nghiên cứu phát triển khả năng của mình nên gần như không còn lúc nào để ý nghĩ đến việc tìm kiếm hạnh phúc. Bạn cho rằng khi mình đã đạt được thành tựu trong sự nghiệp thì không cần phải tiếp cận ai, người khác cũng sẽ chủ động muốn gần gũi với mình. Về mặt sức khỏe, xem tử vi tháng 6 tuổi, Tân Hợi âm lịch thấy rằng bản mệnh không gặp phải những vấn đề nghiêm trọng liên quan tới sức khỏe trong tháng này. Công việc thuận lợi khiến tinh thần của bạn nhẹ nhõm, lạc quan, sẵn sàng bắt tay vào những công việc khác quan trọng hơn trong cuộc sống. Bạn nhớ giữ lối sống lành mạnh, ăn uống đúng giờ, thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao, chớ nên thức quá khuya hoặc ăn uống quá nhiều chất béo, chất kích thích. Khi tham gia giao thông, bạn cũng chú ý tuân thủ luật lệ, tránh phóng nhanh, vượt ẩu hoặc điều khiển phương tiện khi đang mệt mỏi để không gây ra sự cố đáng tiếc. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, trong tháng 6 âm lịch, năm 2024. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến mùng 7 tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, người tuổi Tân Hợi, hung cát đan xen, có cả niềm vui xen lẫn nỗi buồn, đường tình cảm gặp nhiều trắc trở chông gai. Không phải lúc nào người yêu nhau cũng có thể trở thành quyến thuộc, càng đặt nhiều tình cảm thì tổn thương lại càng sâu, nhưng mấy ai có thể coi mọi sự nhẹ tựa lông hồng. Tuy có nhiều điềm báo tình duyên kém thuận, song bản mệnh lại được bách việt đào hoa che chở, nên tới cuối cùng vẫn chưa lâm bước bi ai. Mọi sự đều có thể tìm được cách giải quyết, chỉ cần đôi bên cùng tin tưởng và thông cảm cho nhau, chớ vội ngã lòng trước giông bão, sóng gió, bão táp. Đường tài lộc có phần khởi sắc vào dịp đầu tuần, nhưng cũng không thiếu những nguy cơ do kiếp tài đe dọa. Bản mệnh cần tỉnh táo trong những chuyện liên quan đến tiền bạc, thắng không kiêu, bại không nản, chớ thấy tiền bạc ùn ùn tới mà không kiểm soát bản thân. Với vận trình sự nghiệp, có thể nói đây là điểm sáng trong tuần của người tuổi Tân Hợi, bản mệnh được ấn quan soi đường chỉ lối, dẫn dắt cho tìm thấy thời cơ, song dù gì đi nữa, cũng cần phải tự mình nỗ lực và phấn đấu. Tỷ kiên cho thấy, bản mệnh đóng vai trò rất lớn trong thành công của chính mình, cả thiên quan và thương quan cùng xuất hiện, cho thấy sự nghiệp của bản mệnh đang bị đe dọa bởi thù trong, giặc ngoài. Chính bản thân người tuổi Tân Hợi cũng là tảng đá chắn đường tiến thân của mình khi mà bạn để cho bản thân mình buông thả, không sống theo đúng quy tắc. Tuy nhiên, dù mọi việc có vẻ yên bình và thuận lợi đi nữa, thì bản mệnh cũng chớ nên chủ quan và lơ là. Vì vẫn có hung tinh thiên hình rình rập, nếu bạn hành sự bất cẩn, thì sai sót vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Thìn, Mão, tiểu nhân, Tỵ, Tuất. Màu sắc may mắn, hồng, vàng. Con số phát tài, 89, 32, 45. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 6 âm lịch. Trong tuần có thiên đức cát tinh chủ về thăng quan tiến chức chỉ đường, dẫn lối, người tuổi Tân Hợi sẽ nhận nhiều cơ hội trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý cơ hội không đến từ những gì dễ dàng, cần bản mệnh phải cố gắng hết sức mình thì mới có thể thành công. Đầu tuần có chút rắc rối nhỏ, nếu con giáp này biết điều chỉnh thái độ làm việc của mình thì mọi sự sẽ thêm phần suôn sẻ,
làm việc tùy tiện theo cảm hứng không phải là phong thái của một người thành công. Những chuyện tuy nhỏ, nhưng có thể có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn. Vận trình tuần mới của con giáp này hung cát đan xen, trái với vận may trong công việc, chuyện tình cảm của người tuổi Tân Hợi lại không được như ý. Người độc thân cần cố gắng mở rộng lòng mình, chớ nên sợ bị tổn thương, sợ hãi nhiều thứ, mà từ chối mối lương duyên, cuộc đời quá ngắn để chúng ta đong đếm quá nhiều. Công việc về cơ bản đang phát triển khá tốt, thiên ấn tạo cơ hội cho bản mệnh thể hiện những ý tưởng sáng tạo, cùng ứng biến linh hoạt của mình. Trước những tình huống bất ngờ có thể xảy ra, không đóng khung mình trong quy tắc đã đề ra, bản mệnh tìm cho mình những lối đi riêng. Về đường tài lộc, đầu tuần có chính tài nâng đỡ, nguồn thu chính khá ổn định và dồi dào, song tới cuối tuần có kiếp tài giáng họa. Bản mệnh cần cẩn trọng trong chi tiêu, tránh để cảm xúc lên quá cao mà không tìm được lối xuống, tiêu xài hoang phí vung tay quá chán. Người làm lãnh đạo có cái nhìn tương đối chính xác về tình hình thực tế, từ đó đưa ra những quan điểm, những hướng đi phù hợp cho tập thể. Bản mệnh nên chú ý đến suy nghĩ và cảm nhận của nhân viên để có thể quan tâm đến nhân viên kịp thời, sắp xếp nhân sự vào vị trí phù hợp giúp công ty phát triển nhanh chóng. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân: Dần, Mùi. Tiểu nhân: Dậu, Ngọ. Màu sắc may mắn: vàng, đỏ. Con số phát tài: 32, 45, 58. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 6 âm lịch. Người tuổi Tân Hợi bị hung vận đeo bám khá sát trong tử vi tuần mới này, đường công danh, sự nghiệp có thiên quan ngăn trở. Dù có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân, nhưng con giáp này khó có thể làm tốt công việc của mình, dễ mắc phải những sai lầm không đáng có. Tai họa có thể ập tới, song nhờ có giải thần cát tinh chuyên giải ách trừ hung, nên tuổi Tân Hợi không cần phải quá lo lắng. Bản mệnh được quý nhân trợ giúp vượt qua cửa ải khó khăn, nếu vượt qua được cửa ải lần này, chắc chắn thành công đang chờ bạn ở ngay phía sau cửa bên kia. Song dường như chuyện tình cảm của con giáp này lại chẳng có được may mắn như vậy, hết trở ngại này đến trở ngại khác xuất hiện, có những chuyện khách quan, nhưng có những chuyện do chính hai người gây sự với nhau. Tuy không đến mức chia tay, sau những lần tranh cãi nảy lửa, cũng có thể khiến cho tình cảm bị sứt mẻ phần nào. Công việc tiến triển vô cùng tốt, bản mệnh được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao về những sự cố gắng và nỗ lực của mình trong suốt thời gian qua. Đam mê với công việc, bạn cống hiến hết mình mà chẳng màng đến những vất vả phải chịu đựng. Tuy tiểu nhân thiên quan cũng có tìm cơ hội hãm hại, những người làm việc tốt ắt được phúc báo. Cả thiên tài và chính tài cùng hiệp lực, nên đường tài lộc của con giáp này khởi sắc vô cùng, tuổi Tân Hợi dễ dàng thu được tài lộc về tay mình. Bất kể bạn là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh, thì cũng đều không cần phải lo lắng về các vấn đề liên quan đến tài chính. Thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng, nhưng có lẽ tuần này là khoảng thời gian may mắn của những người tuổi Hợi làm nghề kinh doanh buôn bán. Thời cơ hiếm có, không phải ai cũng gặp được, nhưng bạn đã làm được điều đó và nắm chặt nó trong tay, tiền bạc cứ thế đổ vào túi, không cần phải lo lắng gì nhiều. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân: Tuất, Mùi. Tiểu nhân: Sửu, Mão. Màu sắc may mắn: nâu, trắng. Con số phát tài: 65, 22, 16. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 6 âm lịch. Có thể nói, điểm đáng nói đến trong tuần này của người tuổi Tân Hợi chính là đường tài lộc rộng mở vô cùng, không có điểm gì xấu cản trở con giáp này tìm kiếm tiền bạc về túi. Tài lộc hanh thông, bản mệnh có thể nhận được những cơ hội phát triển mới trong tương lai. Vận trình sự nghiệp của bản mệnh cũng đang trên đà tăng tiến, ấn quan hiệp lực giúp đỡ bản mệnh vượt qua những khoảng lặng khó khăn. Tuy nhiên dịch mã báo hiệu trong tuần sẽ rất vất vả, bản mệnh chạy ngược, chạy xuôi vì công việc, thành quả có được chẳng dễ dàng chút nào. Vận may dồn dập kéo đến, bản mệnh được dự báo sẽ có sự giúp đỡ của quý nhân, nhiều cơ hội để thay đổi hoàn cảnh hiện tại nên nhanh tay nắm bắt. Chẳng những vậy, vận trình tài lộc của Tân Hợi cũng trên đà vượng phát, con giáp này may mắn được hưởng lộc từ việc làm ăn kinh doanh, làm thêm hoặc các nguồn thu riêng bên ngoài công việc chính nên tiền bạc dồi dào, chi tiêu rủng rỉnh, có của ăn, của để. Đường tình duyên rộng mở, đào hoa nở rộ, có lẽ đây chính là thời điểm vô cùng thích hợp để con giáp này kết thúc đời độc thân của mình. Khi mà có vận tình cảm lên cao, nếu bạn đã có người trong mộng thì nên tìm cơ hội bày tỏ tình cảm của mình, nói cho người ấy biết những điều bạn cảm nhận được. Với những chú Hợi đã có đôi thì mọi sự đơn giản hơn nhiều, tình cảm được vun đắp bền chặt, những kỷ niệm đong đầy theo năm tháng. Bản mệnh và người ấy có những khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc bên nhau, tưởng chừng chẳng có gì có thể chia lìa, chẳng gì có thể khiến hai người chia xa. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân: Thân, Dần. Tiểu nhân: Sửu, Tỵ. Màu sắc may mắn: cam, tím. Con số phát tài:
0967-06-6708-12. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, trong cuộc sống lời nói đã xuất ra thì giống như bát nước đổ đi, thật khó thu lại. Trước khi nói một lời nào, người thông minh hiểu chuyện, luôn hết sức thận trọng, giữ gìn được khẩu khí của mình, sẽ khiến tâm hồn chúng ta luôn thảnh thơi, hạnh phúc, cuộc đời cũng thế mà nhẹ bước thanh tao. 1. Không cười người, khác nghèo không chê người khác ngốc. Mỗi người sinh ra đúng là có phúc phận riêng, dù đã làm việc cật lực, nhưng kẻ thì giàu sang, sung sướng, người thì nghèo khó, bần hàn. Có những người thông minh thì cũng có những người chậm hiểu, ở đời đâu có nhiều người sinh ra đã được sống trong nhung lụa. Vòng xoáy của cuộc đời với nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến chúng ta luôn quay cuồng và không có thời gian cho chính mình. Vậy nên, chẳng hà cớ gì ta lại phải đi cười chê người khác, gió hôm nay thổi đầu đông, hôm sau có thể thổi hướng tây. Phong thủy trước giờ đều luân lưu, con người sống ở đời ai cũng có lúc có thì, chẳng ai có thể nắm chặt bàn tay mình từ sáng đến tối mà không buông. Người xưa nói, cười người chớ có cười lâu, cười người hôm trước, hôm sau người cười. Bởi vậy, trước khi chê cười người khác, hãy nghĩ cho kỹ xem mình sau này có bị cười nhạo lại hay không. Cười người giống như cười mình, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, sống hòa nhã không chê cười người khác, đó mới là cách sống cao minh. Ai đã từng sống những ngày khốn khổ mới hiểu nhiều giá trị của bình an, ai đã qua cảnh đói khát, lang thang, mới trân quý từng bát cơm lót dạ, đừng bao giờ cho rằng người khác không bằng mình mà mình có thể cười người khác ngốc. Người thực sự thông minh đều biết ẩn mình, bạn cười họ, họ sẽ vờ như không nhìn thấy, không chê cười người khác ngốc, khiêm tốn làm người đó mới là đáng nể. Nếu bạn sinh ra đã may mắn có được tài năng thiên phú, thì cũng đừng vì thế mà cười chê những người kém cỏi hơn mình. Có câu nói rằng, cần cù bù thông minh, biết đâu trong tương lai sự cần cù khiến họ bù đắp được sự thông minh và họ trở thành người hơn bạn. Những người thành công trước giờ không bao giờ chê cười người khác, không có bản lĩnh, mà luôn cho người khác cơ hội để phát triển, để trưởng thành. Trong ba người ắt có một người là thầy của ta, đây mới gọi là làm người. 2. Không ca nghèo kể khổ. Quỷ Cốc Tử đã nói, từ nhất trương phú quý trì, hướng nhất thế phú quý mệnh. Nghĩa là tu sửa bản thân sao cho miệng, nói ra những lời tốt lành thì sẽ được hưởng một vận mệnh phú quý. Trong cuộc sống, nhiều người luôn kêu than vì nghèo, càng kêu than, họ càng nghèo khổ. Bởi vì khi đó người ấy không cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình, cũng không sẵn lòng cho đi điều gì, có xu hướng ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình. Như vậy, họ càng mất đi phúc báo. Hơn nữa, chẳng ai muốn giúp đỡ một người chỉ biết kêu than và không biết nỗ lực phấn đấu cả. Đây là một tâm lý tiêu cực. Loại tâm lý này sẽ khiến cho bạn trở nên nghèo hơn, do đó đừng bao giờ than nghèo. Người Trung Hoa có câu, thở dài nhẹ buông một tiếng, vận nghèo theo suốt 3 năm, thở dài một tiếng thì không nghèo ngay được. Nhưng những người thường xuyên thở dài sẽ tự tước đi vận may của mình, cho người bất hạnh, xui xẻo. Những người hay thở dài thường ra tâm oán hận, cũng sẽ tạo ra năng lượng xấu xung quanh họ. Một tiếng thở dài sẽ làm tổn hại nguyên khí, mỗi tiếng thở dài sẽ làm giảm đi một phần tự tin. Một người không có ý chí và đức tin, làm sao có thể hạnh phúc, vì vậy đừng thở dài khi mọi thứ trở nên tồi tệ. Người xưa nói, cuộc sống do chính chúng ta tạo ra, phước lành là tự mình mang đến. Con người sống ở đời, phải biết mình chỉ có thể dựa vào chính mình, càng ca thán, càng bị người khác xem thường. Những người dù nghèo tới đâu cũng không ca thán, đều là những người đang âm thầm, nỗ lực, họ xem trong thời gian, làm gì có thời gian ngồi đó than nghèo. Họ cho rằng, chỉ có nỗ lực tạo thành quả, người khác mới không coi thường họ. Vì vậy, người nghèo nhưng không ca nghèo mới là cao nhân. Nếu bạn luôn kêu ca mình nghèo khổ, người khác không những không thích nghe, bản thân cũng sẽ cảm thấy chính mình vô vị. Chẳng có con đường nào trải đầy hoa hồng mà lại không có chông gai thử thách. Cuộc sống dẫu có mệt mỏi tới đâu, cũng đừng ca thán. Thiên hạ không có con trâu chết vì mệt, chỉ có con lợn chết vì lười, vì vậy thà khổ hơn một chút, đừng để mình quá nhàn rỗi. Làm người dù mệt tới đâu cũng đừng than mệt, mới là người có nghị lực. 3. Phiền hà tới đâu cũng không tranh cãi. Một gia đình hòa thuận trước giờ không bao giờ có lời to tiếng với nhau, vì vậy, dù có nghèo tới đâu cũng đừng cãi vã, gia hòa thì vạn sự hưng, đã là người nhà phải đoàn kết và yêu thương nhau. Người xưa nói, thuận vợ, thuận chồng biển đông tát cạn, đây mới là lẽ sống đúng mực của gia đình, đừng bao giờ tỏ ra tức giận khi có gì đó không hài lòng. Học cách khống chế cảm xúc luôn tốt hơn bất cứ điều gì, gặp việc đừng nóng nảy, nghĩ thoáng ra một chút, nóng nổi làm tổn thương gan phổi, không tốt cho sức khỏe. Nhẫn nhịn một chút, sự bực tức sẽ nhanh chóng bay đi. Nóng giận làm tổn hại bản thân, chỉ có mình phải chịu đựng nhiều nhất. Vậy nên, làm người không tùy tiện, nóng giận, bực tức, bốc đồng,
mới gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Người xưa nói, miệng có thể nói những lời đẹp đẽ, cũng có thể nói những lời sát thương, những điều chúng ta nói chính là cuộc sống của ta. Không tức giận khi đối diện với lời nói xấu, oán trách, phỉ báng, vẫn kiên trì cầu đạo không dao động. Có câu thành ngữ, gọi trâu cũng đừng gọi ngựa cũng xong, là nghĩa người khác nhục mạ cũng được, ca ngợi cũng được. Nhất quyết không sao tính, không tức giận, thì bất luận cuộc đời gặp sự việc gì trên đời, thì con người vẫn luôn có lối đi. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 6 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.